Thưa bà con, ký sinh trùng đường máu là một bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng làm giảm năng suất và gây chết trên 70% đàn gà mắc bệnh. Đây là căn bệnh khá phổ biến trong chăn nuôi gà suốt hàng trăm năm qua. Vậy cần làm gì để phòng trị căn bệnh này? Thì ngay sau đây, xin mời bà con cùng theo dõi những hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Thú y Việt Nam. Nó là đơn bào, nó là ký sinh, nó là một vi sinh vật đơn giản nhất, cấu trọng đơn giản nhất so với động vật, nhưng mà so với loại vi trùng vi khuẩn thì nó lại là bậc cao nhất. Đây là cơ chế truyền bệnh là hút máu truyền máu, và hút máu là bệnh, truyền là truyền bệnh từ gà bệnh sang gà khỏe theo cơ chế như vậy. 18 ngày là tổng số thời gian các vector truyền bệnh có thể phát tán các thoi trùng này. Do vậy, bệnh có thể gây thiệt hại rải rác trong thời gian dài. Ngay sau khi thoi trùng theo cái nước bọt của vector truyền bệnh xâm nhập vào cơ thể gia cầm, chúng bám ngay vào các tế bào để theo máu di hành khắp nơi trong cơ thể vật chủ. Từ đây, chúng phát triển theo hai hướng. Hướng thứ nhất, chúng chui vào ký sinh trong các tế bào máu để sinh trưởng và phát triển theo phương thức tự nhiên đôi. Chúng nhanh chóng lớn lên và tiết ra một chất làm tan hồng cầu. Một số lượng lớn hồng cầu bị phá vỡ và giải phóng ra nhiều thể phân lập. Đây là nguyên nhân dẫn đến máu trở nên loãng và nhớt hơn, khó đông hơn. Hướng phát triển thứ hai của thoi trùng trong cơ thể gia cầm là theo đường máu di chuyển khắp các nơi trong cơ thể vật chủ. Chúng sẽ tập trung cư trú tại các cơ quan như gan, lách, thận, dạ dày. Tại đây, chúng lột xác và chui vào ký sinh, phá hủy bên trong các tế bào nội mô. Để bù lại các tế bào bị phá hủy, cơ thể của gia cầm huy động khả năng phục hồi bằng sự kích thích quá trình tăng sinh. Kết quả là hầu hết các cơ quan nội tạng của gia cầm đều trở nên phi đại, giòn xốp và dễ dập vỡ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu hiện rõ rệt ở gan, lách, thận và phổi. Thì nó không những là phá hủy hồng cầu, gây ra nó nội độc tố, bản thân nó tiết ra một loại nội độc tố để gây làm phá hủy cấu trúc, vi cấu trúc của các cơ quan, đặc biệt là cơ quan nội tạng. Với những biểu hiện dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường như vậy, người chăn nuôi gia cầm và các chuyên gia thú y có thể sớm xác định được dịch bệnh do ký sinh trùng đường máu. Để điều trị bệnh ký sinh trùng đường máu cho gà, bà con cần thực hiện phác đồ sau: tạo độ thông thoáng chuồng nuôi, giảm mật độ gà trên 1m2 chuồng. Dùng thuốc diệt côn trùng phun toàn bộ chuồng nuôi và môi trường xung quanh để diệt côn trùng truyền bệnh. Dùng thuốc có hoạt chất sulfamonomethoxin kết hợp với một trong các cặp thuốc có hoạt chất enrofloxacin, oxytetracycline, flofenicol, canamicin. Cho uống chất điện giải glucose, men tiêu hóa, vitamin A, D, E và vitamin B complex 10 ngày liền. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bệnh ký sinh trùng đường máu xuất hiện và gây bệnh ở hầu hết các lứa tuổi của gà, đặc biệt trong giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tuổi. Đây là giai đoạn gà có những thay đổi nhất định trong sinh lý. Mọi thay đổi về môi trường sống hay chế độ ăn đột ngột đều khiến gà bị sốc, dẫn đến sức khỏe đề kháng của cơ thể yếu, tạo điều kiện cho các loại ký sinh trùng xâm nhập và gây bệnh. Sau khi điều trị khỏi xong, đối với đàn gia cầm mà chúng ta không có chương trình phòng bệnh, thì bản thân con gà đó, nó khỏi về mặt lâm sàng, nhưng mà vẫn có nhiều cá thể mang trùng và nó sẵn sàng bùng phát nếu như mà cơ thể gà có những cái biến đổi, ví dụ như thay đổi thức ăn, thử nước uống, nhưng có những yếu tố gọi ta gọi là stress. Vì vậy, để phòng tránh bệnh ký sinh trùng đường máu, ngoài việc vệ sinh chuồng trại và phun thuốc diệt muỗi ruồi định kỳ, người chăn nuôi cần đặc biệt chú ý đến chế độ chăm sóc cho gà trong giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tuổi.